Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tối qua 24 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval nhân dịp ông sang dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Ấn Độ về những cử chỉ nghĩa tình dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn nữa và nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, thông tin viễn thông, công nghệ số là những lĩnh vực rất tiềm năng cần được quan tâm thúc đẩy hơn nữa. Cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo uyên bác, được nhân dân quốc tế, trong đó có nhân dân Ấn Độ kính trọng, đồng thời bày tỏ trân trọng đối với những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư đối với việc tăng cường quan hệ Việt Nam và Ấn Độ trên nhiều cương vị khác nhau. Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval khẳng định, chính phủ Ấn Độ coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ, mong muốn đưa quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, nhất là trong những lĩnh vực truyền thống như quốc phòng và an ninh, thương mại, đầu tư, cũng như mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực mới như đề xuất của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 7 tại Viêng Chăn, Lào, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đã dự hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân. Các đại biểu dự hội nghị đã dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tại các phiên họp, Việt Nam đề xuất ASEAN sớm chuẩn bị đệ trình một nghị quyết về Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đề nghị Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền tiếp tục cách tiếp cận cân bằng, phù hợp với tất cả các nước thành viên, tăng cường trao đổi và hợp tác, đồng thời phát huy và bảo đảm vai trò dẫn dắt của ASEAN. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi nhấn mạnh, việc một số quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân rút khỏi các hiệp định quốc tế quan trọng ngày càng khiến lý tưởng về một thế giới không có vũ khí hạt nhân trở nên xa vời. Theo Ngoại trưởng Indonesia, việc giảm cam kết từ các quốc gia này sẽ tác động tiêu cực đến sự ổn định trong khu vực, trong đó có cả Đông Nam Á. Vì vậy, các nước ASEAN dù gặp phải thách thức nào cũng phải giữ vững cam kết đưa Đông Nam Á trở thành khu vực không có vũ khí hạt nhân.